Chào các em học sinh thân mến, hôm nay cô xin đại diện nhóm địa lý của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Phú hướng dẫn chúng ta chương 9, bài 48, Thiên nhiên Châu Đại Dương. Bài học hôm nay gồm 2 phần. 1. Vị trí địa lý địa hình. 2. Đặc điểm khí hậu, thực vật và động vật của Châu Đại Dương. Một, vị trí địa lý, địa hình. Xác định vị trí địa lý của Châu Đại Dương. Quan sát hình 48.1, lược đồ tự nhiên Châu Đại Dương. Châu Đại Dương là châu lục nằm ở giữa Thái Bình Dương với tổng diện tích hơn 8,5 triệu km vuông, bao gồm phần lục địa Australia, quần đảo New Zealand và ba chuỗi đảo núi lửa san hô Melanesi, Micronesi, Polynesi và vô số các đảo nhỏ trong Thái Bình Dương. Địa hình. Lục địa Australia. Quan sát lược đồ hình 48.1, từ Tây sang Đông, lục địa Australia gồm có các dạng địa hình. Cao nguyên ở phía Tây, đồng bằng ở giữa, núi ở phía Đông. Địa hình các đảo. Tên gọi của các đảo ở Châu Đại Dương cho biết nguồn gốc hình thành nền địa chất. Melanesi là đảo núi lửa, Micronesi là đảo san hô, Polynesi là đảo núi lửa san hô, quần đảo New Zealand là đảo lục địa. Một vài mô phỏng đảo núi lửa, đảo san hô. Đặc điểm khí hậu, thực vật, động vật của Châu Đại Dương. Do vị trí địa lý, địa hình nên các đảo và quần đảo của Châu Đại Dương có khí hậu khác biệt so với lục địa Australia và quần đảo New Zealand. Để rút ra đặc điểm khí hậu của phần lớn các đảo và quần đảo ở Châu Đại Dương, mời các em cùng phân tích biểu đồ nhiệt độ lượng mưa của hai trạm khí tượng thuộc Châu Đại Dương. Quan sát biểu đồ hình 48.2, hoàn thành bảng số liệu. Trạm khí tượng Guam, nhiệt độ cao nhất 28 độ C tháng 5 và tháng 6, nhiệt độ thấp nhất 26 độ C tháng 1, biên độ nhiệt 2 độ C, các tháng mưa nhiều. Từ tháng 7 đến tháng 10, tổng lượng mưa trong năm 2.200 mm. Trạm khí tượng Numea, nhiệt độ cao nhất 26 độ C tháng 1 và tháng 2, thấp nhất 20 độ C tháng 8, biên độ nhiệt 6 độ C, các tháng mưa nhiều. Từ tháng 11 đến tháng 4, tổng lượng mưa trong năm 1.200 mm. Kết luận, phần lớn các đảo và quần đảo của Châu Đại Dương có khí hậu nóng ẩm, điều hòa, mưa nhiều. Giải thích, do phần lớn các đảo nằm trong môi trường đới nóng, giữa hai chí tuyến nên có nhiệt độ cao. Và càng gần xích đạo, lượng mưa càng nhiều, độ ẩm cao, biên độ nhiệt càng nhỏ. Ngoài ra, vùng ven biển có sự hoạt động của các dòng biển nóng. Với khí hậu đặc trưng, thuận lợi cho thực vật phát triển, nên thảm thực vật phong phú, cảnh quan điển hình là
rừng xích đạo xanh quanh năm, rừng mưa mùa nhiệt đới, rừng dừa đã tạo nên cảnh sắc thiên nhiên vô cùng xinh đẹp, biến các đảo thành những thiên đường xanh giữa biển. Ngành du lịch đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhiều nước trên đảo. Khí hậu lục địa Australia. Quan sát lược đồ, ta thấy phần lớn diện tích lục địa Australia là hoang mạc, như hoang mạc Tanami, hoang mạc Simpson, hoang mạc Victoria lớn, sa mạc lớn, nên có khí hậu khô hạn. Riêng phần phía nam và quần đảo New Zealand có khí hậu ôn đới, do hai khu vực này nằm ở vĩ độ ôn hòa. Để giải thích tại sao phần lớn diện tích lục địa Australia là hoang mạc khí hậu khô hạn, quan sát vị trí địa lý và đặc điểm địa hình của lục địa Australia, ta thấy do lục địa chịu ảnh hưởng của đường chí tuyến nam, khí hậu nóng khô. Ven biển phía tây ảnh hưởng của dòng biển lạnh Australia. Phía đông là hệ thống núi cao ngăn ảnh hưởng của biển. Tuy lục địa Australia phần lớn có khí hậu khô hạn, nhưng giới sinh vật lại vô cùng phong phú và độc đáo. Động vật điển hình là các loài thú có túi như chuột túi kangaroo, gấu koala, thú mỏ vịt. Thực vật có hơn 600 loài bạch đàn khác nhau. Châu Đại Dương là một trong những châu lục điển hình có thiên nhiên phong phú, độc đáo, cảnh quan xinh đẹp. Kinh tế phát triển nhất là Australia và New Zealand, trong đó biển và rừng là hai nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng của châu Đại Dương. Ngày nay, dưới tác động của biến đổi khí hậu, trái đất ngày càng nóng lên, các cơn bão nhiệt đới cùng với nạn ô nhiễm biển, mực nước biển dâng cao đang đe dọa cuộc sống của cư dân trên nhiều đảo thuộc châu Đại Dương. Bài học đến đây là kết thúc. Các em chép bài vào vở và học bài theo nội dung phân phối chương trình, trả lời câu 2 và câu 3 sách giáo khoa trang 146. Chúc các em học tốt.